Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thành phố hiện đang triển khai 514 dự án trường học, trong đó hơn 490 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Nếu các dự án trường học này hoàn thành sớm, sẽ giảm áp lực quá tải trường công lập, nhất là đối với trường cấp 3 như hiện nay. Các quận huyện sẽ phải tiếp tục rà soát các dự án chậm triển khai, cương quyết thu hồi các dự án đã hết thời hạn đầu tư, cho chuyển đổi quy hoạch làm trường học. Sở Giáo dục Hà Nội cần xây dựng bộ tiêu chí, đánh giá về mức độ quá tải về trường lớp. Từ đó phân loại ưu tiên đầu tư công, xây dựng trường tại các khu vực, không đầu tư giàn trải, để hạn chế tình trạng nơi thiếu, nơi lại dư thừa.